Luân xa, khái niệm. Luân xa trong yoga, tiếng Phạn là chakra, là những đầu mối thu phát năng lượng khí. Qua đó, nguồn khí đại vũ trụ đổ dồn vào tiểu vũ trụ theo chiều xoáy hình phễu. Người ta đã biết tới luân xa qua hàng nghìn năm nay. Nó luôn tồn tại trong cơ thể mọi người, nhưng luân xa hoạt động kém hoặc chưa được khai thông. Vì vậy, nó gây ra cản trở con người hấp thụ nguồn tinh lực đó. Người bình thường không nhìn thấy luân xa, nhưng đối với ai đã dày công tu luyện thì có thể nhìn thấy các luân xa tương tự như bánh xe luôn quay tròn, hoặc trông giống bông hoa sen xòe cánh nhiều màu sắc. Kích thước, tốc độ quay khác nhau của mỗi luân xa mang lại những thông tin khác nhau và có cả các điều bí ẩn chưa khám phá. Màu sắc sáng hoặc tối của luân xa nói lên lực tâm linh và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Người chuyên tâm luyện tập có thể nhìn thấy tốc độ quay của luân xa tương ứng với cường độ ánh sáng bao phủ quanh người, gọi là hào quang sức khỏe, biểu hiện sức khỏe của mỗi người. Còn hào quang trên đầu là vòng hào quang trí tuệ của các nhà thông thái, giống như ảnh Phật, Chúa, Tiên và các thánh. Trong con người, luân xa khai mở với nhiều mức độ khác nhau, nên năng lực trí tuệ mỗi người cũng khác nhau. Vì vậy, sự hiểu biết của mỗi con người cũng có chỗ giống, khác nhau hoặc hơn, kém nhau là việc bình thường. Mức độ khai mở luân xa tốt và cao phụ thuộc vào các yếu tố như thiên bẩm, dày công tu luyện, tai nạn, đột biến, sống trở lại sau nhiều ngày chết lâm sàng hoặc do lực của nhà khí công tác động vào. Người luân xa quay ở mức trung bình là người có sức khỏe tốt, không bệnh, làm việc hăng say. Người luyện tập đều đặn luân xa sẽ quay ở mức độ cao hơn trung bình là người có đầu óc nhạy bén, làm việc không biết mệt mỏi, quan tâm đến lĩnh vực khoa học. Nếu luân xa khai mở cao hơn nữa thì người có óc sáng tạo và có khả năng đặc biệt. Các luân xa khai mở hoàn hảo, người có thần thông quảng đại, trí tuệ siêu việt là đấng đại giác trí tôn. Ngược lại, luân xa khai mở dưới mức trung bình thì màu sắc mờ tối, có thể đang mắc bệnh hay rất tồi tệ. Luân xa khai mở không bình thường thì màu sắc lộn xộn, trí tuệ kém, mọi sự hoạt động đều kém hiệu quả, tinh thần không ổn định, hay hoang tưởng hoặc đang bị tẩu hỏa nhập ma, vân vân. Trong khí công Kim Cang Thiền, tám luân xa của con người gắn liền với bát quái trong kinh dịch. Đại vũ trụ có bát quái, tiểu vũ trụ có tám luân xa, đó là tám trọng điểm kết nối sự sống con người với trời đất. Bát quái là khí của vũ trụ luôn chuyển động phát triển vạn vật, cân bằng âm dương trong thiên nhiên. Tám luân xa trong cơ thể con người là những trung tâm năng lượng vũ trụ giúp cơ thể có sự sống, năng lực sáng tạo và phát huy giúp đỡ cộng đồng, xã hội. Luân xa của các loài động vật thì phát ra màu sắc hào quang rất mỏng và mờ, không cao hay rực rỡ như của con người. Tuy vậy, trong điều kiện môi trường tự nhiên, sự quan hệ giao tiếp thông tin đa chiều nhằm duy trì và bảo vệ sự sống, mỗi loài vật đều phát triển kỹ năng tồn tại đặc biệt, ví dụ như thần giao cách cảm của chúng mạnh hơn cả của con người. Vị trí tám luân xa phân bố trên con người từ trên đầu và xuống theo cột sống lưng đều trùng với các đại huyệt theo khoa châm cứu của Đông y. Mỗi luân xa quản lý một khu vực riêng và một số cơ quan nội tạng trong cơ thể. Vì vậy, nếu nơi nào có phát sinh bệnh, ta sẽ thấy luân xa quản lý nơi đó hoạt động dưới mức bình thường hoặc bị kẹt, làm cản trở sự vận chuyển khí bên trong cơ thể với khí bên ngoài. Vì vậy, người xưa dạy, thuận cùng khí của trời đất thì sống, nghịch với khí của trời đất thì sẽ chết. Thứ hai, chức năng và hoạt động của tám luân xa. Các luân xa là một hệ thống tương thuộc, chi phối và ảnh hưởng lẫn nhau, nên không thể hoạt động đơn lẻ và rời rạc. Vì vậy, tác động của các luân xa đến cơ thể mỗi người cần có sự đánh giá tổng thể. Việc phân tích và xem xét từng chi tiết từng luân xa dưới đây chỉ có tính tương đối để cho ta
dễ hiểu được những chức năng chính của chúng. Đối với tinh, khí, thần thì luân xa có vai trò như trợ thủ tuyệt đối, trung thành và rất đắc lực. Luân xa khai mở, thấp hay cao, tốt hay không đều do tinh, khí, thần điều động. Có thể ví tinh, khí, thần là ông chủ, còn các luân xa như người đầu bếp tài ba. Nếu ông chủ cần bất kỳ món ăn ngon, thức uống mới lạ nào trên thế giới, thì các đầu bếp thiện nghệ của ông luôn sẵn sàng đáp ứng. Như vậy, nếu nỗ lực luyện tập tinh, khí, thần đúng cách, thì các luân xa càng khai mở tốt để giúp tinh, khí, thần luôn sung mãn, lao động, sáng tạo hiệu quả và huyền năng hé mở. Ngược lại, nếu luân xa chỉ hoạt động theo bản năng, thì tinh, khí, thần của một con người cũng chỉ bình thường, không có điều gì đặc biệt. Có trường hợp nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn và túng quẫn, chỉ liên tục xoay sở, thậm chí giành giật với mọi người vì cuộc sống riêng tư, không biết tới tâm linh, thậm chí không nhớ đến tổ tiên. Bất chợt, chỉ trong một phút giây vô tình, tâm trí của họ nghĩ đến điều phúc thiện hoặc buông bỏ tất cả sự vướng bận để tâm an định trong một khoảnh khắc, thì các luân xa kinh dương 4, 8, 7, 4, 1 cùng khai mở tốt. Bản tính người ấy tự nhiên thay đổi rất nhanh, từ người hung dữ, ngang ngược nay lại rất hiền lành, có nghĩa cử cao đẹp, trí huệ sáng suốt. Khi nhóm luân xa kinh dương khai mở cao hơn nữa thì họ hay hướng về những nơi linh thiêng, bản thân xuất hiện trạng thái đồng cốt có khả năng chữa lành bệnh cho nhiều người, thích ăn chay hay làm công việc từ thiện và thích khám phá sự bí ẩn, vân vân. Lúc này họ cần phải bình tĩnh, tìm đến chuyên gia tâm lý học hoặc các nhà thông thái để lắng nghe điều giải thích thấu đáo với những lời khuyên đúng. Từ đó họ sẽ hướng theo chiều hướng có ích cho bản thân và mọi người. Nếu không thì những khả năng mới xuất hiện ban đầu sẽ bị thu chụt và dẫn đến các hành động sai trái. Trong cuộc sống, nếu có những chuyện không may, những điều không tốt xảy ra, dù to hay nhỏ, thì chúng ta phải bình tĩnh tâm niệm rằng đó chỉ là những thử thách. Hãy áp dụng nụ cười nhẹ bên trong và dùng chữ nhẫn để hóa giải, thì tâm hồn nhẹ nhàng, thanh thản, các luân xa sẽ khai mở cao hơn. Khi tu luyện đạt gần đến đích, ai cũng phải trải qua thử thách khốc liệt, cản trở bước tiến. Đó là thử thách cuối cùng nhằm nhắc nhở mọi người phải luôn giữ gìn phẩm chất trong sạch trong lời nói và ý nghĩ để xứng đáng với phẩm chất cao đẹp. Qua luyện tập tự thấy mình ăn ít, ngủ ít hơn mà vẫn sung túc, tâm không tham lam, buồn phiền, tính không hờn giận, cố chấp, ích kỷ, tài đức trí tuệ hơn người, luôn thương yêu mọi người và muôn loài chúng sinh là sự thể hiện 8 luân xa khai mở hoàn hảo. Quá trình khai mở hoàn hảo 8 luân xa ấy gọi là 8 bậc đến siêu thức, như 8 ngọn đuốc thiêng sáng trong đêm tối giúp ta nhìn thấy lại chính mình, tức là nhìn thấy bản thể của mình rõ ràng trên bình diện cả vũ trụ. Mỗi luân xa khai mở mang một danh tính riêng như động khí, thăng khí, hòa khí, hỏa khí, nhu khí, ti khí, thanh khí và sắc khí. Mỗi danh tính nói lên sự biến đổi tế vi từ thể xác lẫn tâm hồn, và chỉ có người luyện tập thành công mới cảm nhận được tất cả ý nghĩa của sự biến đổi đó. Luân xa 1 có 4 vòng quay phát ánh sáng màu cam bao bọc thân thể, là vòng hào quang thứ nhất. Tính từ thân người ra, nó có chức năng quản lý điều hành dạ dày, mông bên phải, xương chậu bên phải, chân bên phải, hậu môn, bộ phận sinh dục nữ và môi miệng. Khi luân xa 1 hoạt động không bình thường, làm dòng năng lượng bị kẹt, thì các bộ phận nêu trên dễ bị đau yếu. Luân xa 1 là nơi biểu hiện sức mạnh và sinh khí về mặt thể chất của một người, vì vậy nó cần là trung tâm chi phối cảm xúc về thể chất. Nếu luân xa 1 bị trở ngại, hoạt động không thoải mái, làm cho các luân xa kinh dương hoạt động không thông suốt, thì tinh thần con người không ổn định, có những hành động thiếu suy nghĩ hay lo buồn vẩn vơ, cô đơn, ăn ngủ không ngon giấc,
Những người bẩm sinh luân sang một, khai mở cao thì sớm phát triển những năng khiếu đặc biệt, có căn tu hành từ bé, có phần căn điển liên lộng đồng cốt, say mê văn học, nghệ thuật, ham thích, nghiên cứu khoa học và có tính hay hài hước. Người luyện tập các môn gần gũi với động khí công như tham gia các loại hình nghệ thuật như múa hát, vũ điệu dân gian, khiêu vũ nghệ thuật, thể dục nhịp điệu, thể hình và các môn giải trí có nhiều tính bổ ích khác sẽ giúp cho luân xa một có điều kiện khai mở tốt. Luân xa một khai mở trung bình, khi đó ta cảm giác cơ thể có một sức mạnh khác thường, tay chân cứng chắc, ăn ngủ ít mà tinh thần vẫn sảng khoái và sáng suốt. Trong giao tiếp được nhiều người chú ý, ái mộ, lúc ngủ có khi mơ thấy các hoạt động liên quan con trâu và các loại cầm thú khác. Người có luân xa một khai mở là người cải thế, người dày công tu luyện trong đời thì luân xa một sẽ khai mở hoàn hảo, tâm linh thăng hoa vượt trên mọi kỳ nhân khác. Trong 8 bậc đến siêu thức, luân xa một mang tên động khí vì nơi này khí luôn có sự chuyển động. Đây chính là nơi sức sống hiện diện, vai trò của nó được coi như bộ rễ cây duy trì phát triển của thân, lá, hoa. Người luyện tập sao cho có cảm giác được động khí vì đó là dấu hiệu tiến bộ đầu tiên và cũng là động lực duy nhất giúp ta hướng tới chân lý. Công việc này không chỉ đòi hỏi sự dũng cảm của bản thân mà phải có cả sự dìu dắt tận tình của bậc chân sư đã từng trải. Những người tuy luyện tập yoga, tĩnh công, thiền định lâu ngày, tại luân xa một có sự rung chuyển, co giật với nhiều biểu hiện khác nhau như ngứa ngáy, có kim châm chích, cảm giác có con gì đang chui vào, có khi phát ra tiếng kêu, nhưng chúng không phải là trung tiện, có trường hợp bị ảo giác, dương cụ đang cương nở dần ra, biến dạng khiến ta phải giật mình. Đang lúc tỉnh táo không hề nghĩ đến tình dục mà bỗng nhiên sinh ra cơn thèm khát dâm dục rất khó chịu. Tất cả những điều đó chứng tỏ luân xa một đang khai mở tốt, mở cao hơn nữa thì trong những giấc ngủ ta thường mơ thấy nhiều cô gái xinh đẹp, khỏa thân múa hát, thấy ân ái tận hưởng dục lạc. Nhưng phải lưu ý rằng dù mơ đến thế nào khi tỉnh dậy không xuất hiện, không xuất tinh mới đúng là luân xa một đang khai mở cao. Đó là điều đáng quý, bởi vì việc tinh trùng đi ra để sinh ra một con người, còn việc ngược lại để sinh ra chính mình. Sau những lần mơ như vậy, mọi bệnh trong con người tan biến, sự trẻ trung trở lại, gọi là cái cải lão hoàn đồng. Người luyện luân xa một lâu ngày hay gặp phải thử thách bất ngờ, có những biến cố như chết đi rồi sống lại, hoặc tự nhiên bị kẻ xấu hăm dọa, chém giết, đánh chửi, nhục mạ, có khi bị quấy rối tình dục. Đó là lúc cần tỉnh táo nhất để vượt qua. Nhiều người đã thất bại vì rơi vào cảnh nợ trần chưa dứt, đường tu lỡ làng. Cổ nhân cho rằng luân xa một mở cao là vào cửa thành cổ của thế giới tâm linh siêu hình, bên trong cất giấu những tiềm năng kỳ diệu của con người. Nhưng trước đó luân xa một là một cạm bẫy tiềm ẩn, một khối khí nóng, nếu được kích hoạt khí bốc cao lên theo cột sống rất nguy hiểm, như đánh thức con rắn độc nên người xưa gọi là hỏa xà Kundalini. Người tu luyện kém hiểu biết chỉ vì tò mò hoặc lòng tham mà cứ tìm cách khai mở luân xa một, trước thì luồng hỏa xà sẽ bị đốt cháy hết những thành quả bao năm luyện tập và còn biến họ thành thân tàn ma dại. Muốn vượt qua hết những trở ngại trên, hành giả cần luyện tập khai mở luân xa 4 trước, tạo điều kiện cùng lúc luân xa 1 sẽ khai mở tự nhiên một cách an toàn. Mời các bạn lắng nghe luân xa 2 trong bài tiếp theo.